Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh đang quá trình suy yếu nên nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc tăng chậm trở lại. Ở vùng núi tăng lên với mức từ 13 đến 15 độ, còn tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội tăng lên mức từ 17 đến 19 độ. Đến trưa chiều toàn Bắc Bộ có nắng về chiều nên mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ, trời chỉ còn rất nhẹ. Dự báo xa hơn đến ngày 29 tháng 11 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, khiến cho miền Bắc rất kéo dài sang tới đầu tháng sau. Đến với khu vực miền Trung, trong quá trình suy yếu của không khí lạnh cùng với đới gió đông trên cao giảm, giúp cho mưa cũng giảm dần. Vì thế, nhiệt độ từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến dưới 19 độ, trời tiếp tục rét cả ngày. Trong khi các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Định, nhiệt độ dao động từ 25 đến 27 độ. Còn khu vực từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận vẫn tiếp tục duy trì ở mức nhiệt cao từ 28 đến 30 độ. Do còn có mưa nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định. Lui xuống phía Nam, không khí lạnh cũng tràn xuống làm cho nhiệt độ ở Tây Nguyên về đêm giảm xuống từ 17 đến 19 độ. Ban ngày trời nắng ấm nên nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Còn tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ chỉ từ 20 đến 23 độ, trời lạnh. Đến trưa chiều, toàn khu vực nhiệt độ tăng lên với mức nhiệt từ 31 đến 34 độ. Lưu ý về chiều và tối, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa rải rác ở vài nơi. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay 25 tháng 11, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 lên cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Ngoài ra, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sấy và gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.